siêu thị điện máy đang giảm giá, cho nên ba mua một dàn karaoke tặng cho hai mẹ con. Vậy là từ đây những khi rảnh rỗi thì em có thể hát karaoke được rồi. Yeah, thích quá. Con sẽ luyện hát karaoke mỗi ngày để sau này trở thành ca sĩ. Ủa, ba nhớ là Đốm muốn được trở thành phi công lái máy bay mà. Vậy thì Đốm vừa làm phi công vừa làm ca sĩ luôn. Ừ, sau này làm phi công, còn bây giờ thì phải làm ca sĩ nhí của riêng ba mẹ ha. Không biết là ca sĩ này giúp ba mẹ giải trí hay là tra tấn ba mẹ bằng giọng hát của mình đây. Đốm sẽ cố gắng hát thật hay để cho ba mẹ nghe. Bác voi Mammoth đang bị bệnh rất là nặng. Hôm nay ba mẹ phải đi thăm bác ấy. Vậy con được phép rủ các bạn tới nhà mình chơi được không ạ? Ừ, được chứ. Các con có thể chơi đồ chơi. Và mẹ cũng đã nấu sẵn cơm cho Đốm ở trong bếp rồi. Ở nhà con phải cẩn thận, không được tự ý cắm các chui điện nghe con. Điện rất là nguy hiểm. Dạ, con biết rồi ạ. Thôi, bây giờ ba mẹ đi đây. Chiều ba mẹ về, con ở nhà ngoan nha. Dạ, ba mẹ đi cẩn thận nha. Các bạn ơi, ba mẹ mình đi vắng rồi. Ba mẹ mình cho phép mình mời các bạn về nhà cùng chơi đó. Nhưng mà nhà bạn có gì vui không? Nhà mình có nhiều đồ chơi lắm, nhiều đồ ăn nữa. Vậy mình đi liền đi. Wow, nhà Đốm mới mua dàn karaoke đúng không? Ừ. Wow, thích quá à. Thôi, mình dừng chơi đồ chơi đi. Rồi mình vừa ăn, mình vừa hát karaoke. Nhưng mà mình không biết cắm dây điện và mở máy. Cắm điện dễ mà, chỉ cần cắm cái chui vào ổ điện là xong. Nè, xong rồi, có sao đâu. Yeah, hát thôi. Ba bà đi bán lợn con, bán luôn bụng bự ham ăn lại lười. Bụng bự la hét trời, khóc than đời về hứa sẽ chăm ngoan. Ốp bờ gác nó sai. Vui ghê. Ủa, bị gì vậy? Không biết nữa, chắc là Đốm nhảy dữ quá nên tuột dây điện rồi. Bị tuột dây rồi nè. Cắm vô lại đi. Đốm ơi, Đốm ơi, còn có sao không? Tại bạn tát to đó, tại do bạn nói là cấm điện không sao hết, giờ Đốm chết rồi nè. Mình chưa chết, điện quả thật rất nguy hiểm. Từ nay mình sẽ nghe theo lời ba mẹ, trẻ em không được tự ý. Nhìn những ngôi sao kìa, sao chúng lại lấp lánh, xinh đẹp như vậy chứ. Ước gì mình hái được nhiều ngôi sao như vậy về trang trí trong phòng mình. Căn phòng của mình sẽ thật là lung linh, rạng rỡ. Những ngôi sao xinh đẹp, cơ hội ngàn năm có một. Ta phải hái được nhiều ngôi sao đem về thôi. Không, mẹ không được mang chúng tôi đi. Không được. Bạn thả chúng tôi ra đi. Chúng tôi không muốn ở trong căn phòng này đâu. Chỗ của chúng tôi là bầu trời kia mà. Các bạn cứ ơ yên nó đi. Nhờ các bạn mà căn phòng của Đốm mới đẹp như vậy nè. Làm sao Đốm thả các bạn ra được? Chúng tôi phản đối. Bạn thả chúng tôi ra đi. Các bạn yên nào. Căn phòng của mình thật là đẹp. Mấy hôm nay mấy bạn có thấy gì lạ không? Mình không còn nhìn thấy ngôi sao nào vào buổi tối nữa. Tối nào cũng chỉ thấy mỗi mặt trăng thôi. Không hiểu sao các ngôi sao đi đâu hết rồi. Không có các ngôi sao, bầu trời thật là buồn và xấu. Hay là có kẻ xấu nào lấy hết ngôi sao rồi? Mình mà bắt được kẻ đó, mình sẽ cho hắn một trận luôn. Đốm, Đốm cũng không biết tại sao nữa.
Sao dạo này mấy ngôi sao mất tích đâu hết rồi anh ha? Ờ, anh cũng thấy lạ ghê. Con chào cô chú, tụi con ghé chơi với đớm một lát ạ. Dạ, đớm có nhà không cô chú? Tụi con lên nhà đi, đớm đang ở trên phòng đó con. Đớm ơi, đớm, bạn có thả chúng tôi ra không? Nếu không chúng tôi sẽ trừng phạt bạn đấy. Đớm không thả, nhất định không thả đâu. Quá ra là cũng giấu các ngôi sao trong phòng của mình. Sao đốm lại làm như vậy chú? Đốm thật là quá đáng. Cứu con đi mà. Ui, đau quá. Con biết lỗi mà, tha cho con đi. Đốm, đốm ơi, đốm ơi, con làm sao vậy? Thiệt là kinh khủng mà. Con mơ thấy con thấy các ngôi sao trên trời và các trong phòng mình. Con làm cho các ngôi sao nổi giận và các ngôi sao phạt con. Chỉ là một giấc mơ thôi con, không ai hái được sao trên trời đâu. Các vì sao là của chung mọi người, và các vì sao phải ở trên trời mới tỏa sáng được. Dạ, con biết rồi mẹ, không được tham lam lấy của chung để làm của riêng cho mình hả mẹ? Thằng cháu luôn rồi. Đi chơi đá banh với tụi mình đi. Không được, mẹ đốm đang bị bệnh, đốm phải ở nhà. Hay là mình cũng ở nhà giúp đốm đi. Ai mà xấu dữ vậy nè? Còn có ai nữa, bụng bự lắm. Hả? Cái gì? Sao ba vẫn chưa về ta? Con đợi thêm chút nữa nha, chắc ba sắp về rồi đó. Chào cả nhà, ba đốm đã về rồi đây. Ba hứa về sớm chở con đi chơi công viên, ba không giữ lời, con giận ba luôn. Chết, ba xin lỗi con trai, ba thực sự không nhớ gì. Hôm nay ở cơ quan nhiều việc quá. Thông cảm đi con, ngày mai cuối tuần ba sẽ chở đốm đi chơi bù. Không, con không chịu đâu. Ba không giữ lời, con giận ba rồi. Không sao đâu, anh cũng có lỗi với con mà em. Hôm nay hay là để ba chở con đi công viên chơi nha đốm. Không thèm ba chở đi chơi nữa đâu, con sẽ ra sân chơi với mấy bạn. Thôi kệ đi anh, giận chút xíu là hết thôi mà. À, vui quá, cho mình chơi với. Không, bạn là cậu bé không giữ lời, tụi mình không chơi với bạn nữa đâu. À, mình là người không giữ lời sao? Khi nào, việc gì chứ? Bạn không nhớ hả? Hôm trước bạn hứa là 3 giờ chiều hôm qua ra sân chơi cùng với bọn mình. Vậy mà bạn không tới, làm mình với bạn Tay To đợi bạn hoài đến khi mặt trời lặn. Ừ, ngày mai nhất định 3 giờ mình sẽ đến, mình hứa đó. Con về rồi à? Lâu rồi gia đình của mình không đi chơi công viên, hay là mai nhà mình cùng đi chơi nha con. Thích quá, được đi chơi công viên. Mấy giờ anh? 3 giờ chiều mai em thấy được không? Thấy ho, ngày mai sẽ được đi chơi công viên. Kìa đốm, con làm sao vậy? Sao con không chơi ở ngoài công viên cùng các bạn? Thì con không giữ lời hứa, chẳng ai thèm chơi các bạn đó các buổi chiều. Còn con thì ở nhà đợi ba. Tại sao con không nói lại với các bạn? Tại con vui quá nên quên mất. Ba mẹ hiểu rồi. Ba mẹ biết đốm là cậu bé ngoan, biết dâng lời và còn giữ lời hứa nữa. Là vô tình có lỗi thôi con. Cũng giống như là ba vô tình quên lời hứa với con vậy. Ba xin lỗi con nha. Sai thì xin lỗi đốm à. Nhận lỗi một cách chân thành sẽ nhận được sự cảm thông và tha thứ của người khác. Con à,
Dạ, con hiểu rồi. Để lát nữa ba đền bù cho đốm thêm một chầu gà rán nha. Yeah. Bi bò, bi bò, chánh đường, chánh đường. Bắt đầu phẫu thuật. Rõ, thưa bác sĩ. Quá trình lục vỏ hoàn tất. Da mổ. Cẩn thận đó, chỉ cần rà sai là bệnh nhân sẽ chết. Bác sĩ thường tập trung. Tiến hành lại bỏ khối u. Thôi chết, tiến hành cầm máu cho bệnh nhân. Chúng ta phải nhanh lên, bệnh nhân đang sắp chết vì thiếu máu. Tôi nghĩ chúng ta nên truyền dịch cho bệnh nhân. Được rồi, bệnh nhân tạm thời cầm cự được. Y tá, đọc cho tôi chỉ số huyết áp. 30/180 lần trái cây rụng. Kềm. Quá trình loại bỏ hoàn tất, tiến hành khâu vết thương. Quá trình phẫu thuật thành công. Bạn có thể bay lên cao tìm giùm mình những vật bị gió cuốn đi không?
Được, vậy bạn dẫn mình tới đó đi. Thì các bạn sẽ làm gì? Mình chưa bao giờ có nhiều tiền hết á. Mình cũng vậy. Trời, đẹp quá à. Ở đâu ra vậy? Ê, đớp. Cái bóp này không phải của bạn. Mình nhặt được. Giờ sao? Nhặt được của rơi, trả người đánh mất. Đúng rồi. Mình trả lại cho người mất, có phải họ sẽ vui lắm đúng không? Bạn đã làm được một việc rất tốt. Ủa, cái là cái gì vậy? À, mẹ mình nói, cái này là con mù nhìn. Vậy tại sao người ta lại đặt ở đây vậy? Mẹ mình nói người ta dùng nó để đuổi chim. Chắc nhìn nó, lũ chim sợ vì nghĩ nó là con người nên không căng lúa. Bài khó quá. Hay chút nữa mình đi chơi về rồi làm sao cũng được. Nhưng mà mẹ vô phòng mà không thấy, nhất định sẽ phạt mình.
Xong rồi, con bù nhìn này sẽ thay thế mình ngồi ở đây. Mình thật thông minh. Không biết bây giờ đốm có tập trung học bài không nữa. Để lên kiểm tra thử coi. Phải vậy mới ngoan chứ. Mình phải thưởng cho con mới được. Nãy giờ học bài cũng lâu rồi. Đốm ơi, nghỉ ăn bánh đi con. Trời ơi, con với cái dám lừa gạt mẹ. Mình phải dạy cho nó một bài học mới được. Chào Đốm. Mẹ ở đây dạy ai dưới bếp? Tại sao con dám lừa mẹ? Tại bài khó quá, con muốn ra ngoài để thư giãn một chút không à. Nhưng mẹ không muốn con lừa gạt mẹ như vậy. Như vậy là nói dối, không có ngoan. Dạ, con xin lỗi mẹ. Từ nay con không dám gạt mẹ nữa. Thôi, con ăn bánh đi. Rồi mẹ sẽ cùng con giải bài tập. Dạ, con cảm ơn mẹ. Phiền anh chị cho em gửi bụng bự ở đây 2 ngày. Chị cứ an tâm đi. Bụng bự ở nhà bác, ngoan nha con. Dạ, tạm biệt mẹ. Nè, mình được ở chơi nhà bạn 2 ngày á đó. Sao, bụng bự ở nhà mình hả? Vì ba mẹ mình đi công tác xa nên gửi mình ở đây. À, vui quá. Con như vậy là không được đâu. Bụng bự là bạn thân của con mà. Là bạn thân thì phải chia sẻ với nhau chứ. Dạ.
Sau này lỡ như ba mẹ đi công tác xa thì sao? Dạ con hiểu rồi mẹ. Hiểu rồi thì sao nè? Bụng bự ơi, mình cho bạn mượn chuyện đọc nè. Ngôi nhà đó thật đáng nghi. Nè Đốm, bạn nhìn gì vậy? Thấy ngôi nhà này có đáng nghi không? À, cái ngôi nhà này là của ông Hà Mã. Cách đây 5 năm, ông ấy đã chuyển nhà ở cùng với con trai của ổng tới thành phố khác rồi. Sao lại bị bỏ hoang như vậy? Chắc tại không có người ở thì nó bị bỏ hoang vậy thôi. Không đúng. Có thiệt không? Không thể nào. Tối hôm qua mình thấy có một cái bóng người lảng vảng trước ngôi nhà đó. Vậy chắc chắn là người ngoài hành tinh rồi. Buổi tối không có ai dám ra ngoài đâu. Mình nghe người ta nói á, người ngoài hành tinh có phi thuyền. Mà bây giờ làm sao mình tìm phi thuyền đây? Bạn nói to, người ta phát hiện bây giờ. Không ổn, có thể sẽ bị phát hiện. Quay về, mình sẽ có kế hoạch tác chiến lần hai. Mình đã nói là có người ngoài hành tinh ở đây rồi mà. Bạn la to người ta tới mất bây giờ. Ủa sao bác lại ở đây? Bác hỏi hai đứa mới đúng. Làm gì ở trong này? Nguy hiểm lắm biết không? Ui da, không phải trong này là nơi ẩn nấp của người ngoài hành tinh hả bác? Ai bảo vậy? Đây là nhà của ông Hà Mã mà. Ông Hà Mã chuyển nhà cách đây lâu rồi. Vì ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm với vợ ông, cho nên ông không muốn bán. Vì nhớ bà, ông Hà Mã đã về lại ngôi nhà. Lát nữa sẽ có người tới dọn dẹp sạch sẽ. Dạ, tụi con biết lỗi, sẽ không dám nữa đâu. Lần sau tò mò cái gì thì phải hỏi người lớn nha. Không được tự ý hành động theo ý mình. Nào, lại đây, bác bế hai đứa ra. Ôi, thằng cháu luôn rồi. Đốm ơi, Đốm. Đốm ơi, Đốm. Đi chơi đá banh với tụi mình đi. Không được, mẹ Đốm đang bị bệnh, Đốm phải ở nhà. Hay là mình cũng ở nhà giúp Đốm đi. Có ai mà xấu dữ vậy nè? Còn có ai nữa, bụng bự lắm. Hả? Cái gì? Sao ba vẫn chưa về ta? Con đợi thêm chút nữa nha. Chắc ba sắp về rồi đó. Chào cả nhà. Ba Đốm đã về rồi đây. Ba hứa về sớm chở con đi chơi công viên. Ba không giữ lời, con giận ba luôn. Chết. Ba xin lỗi con trai. Ba thực sự không nhớ gì. Hôm nay ở cơ quan nhiều việc quá. Thông cảm đi con. Ngày mai cuối tuần ba sẽ chở Đốm đi chơi bù. Không, con không chịu đâu. Ba không giữ lời. Con giận ba rồi. Không sao đâu. Anh cũng có lỗi với con mà em.
hôm nay hay là để ba chở con đi công viên chơi nha đốm. Không thèm ba chở đi chơi nữa đâu, con sẽ ra sân chơi với mấy bạn. Thôi kệ đi anh, dẫn chút xíu là hết thôi mà. À, vui quá, cho mình chơi với. Không, bạn là cậu bé không giữ lời, tụi mình không chơi với bạn nữa đâu. À, mình là người không giữ lời sao? Khi nào, việc gì chứ? Bạn không nhớ hả? Hôm trước bạn hứa là 3 giờ chiều hôm qua ra sân chơi cùng với bọn mình. Vậy mà bạn không tới, làm mình với bạn Tay To đợi bạn hoài đến khi mặt trời lặn. Ừ, ngày mai nhất định 3 giờ mình sẽ đến, mình hứa đó. Con về rồi à? Lâu rồi gia đình của mình không đi chơi công viên. Hay là mai nhà mình cùng đi chơi nha con. Yeah yeah, thích quá, được đi chơi công viên. Mấy giờ anh? 3 giờ chiều mai em thấy được không? Hay ho, ngày mai sẽ được đi chơi công viên. Kìa đốm, con làm sao vậy? Sao con không chơi ở ngoài công viên cùng các bạn? Thì con không giữ lời hứa, chẳng ai thèm chơi các bạn đôi các buổi chiều, còn con thì ở nhà đợi ba. Tại sao con không nói lại với các bạn? Tại con vui quá nên quên mất. Ba mẹ hiểu rồi, ba mẹ biết đốm là cậu bé ngoan, biết vâng lời và còn giữ lời hứa nữa. Là vô tình có lỗi thôi con, cũng giống như là ba vô tình quên lời hứa với con vậy. Ba xin lỗi con nha. Sai thì xin lỗi đốm à. Nhận lỗi một cách chân thành sẽ nhận được sự cảm thông và tha thứ của người khác con à. Dạ con hiểu rồi. Để lát nữa ba đền bù cho đốm thêm một chầu gà rán nha. Yeah. Thơm quá. Wow, nhìn ngon quá. Đây là mì hải sản mẹ làm cho con đó. Con cảm ơn mẹ. Con rửa tay chưa vậy? No quá. Mì hải sản đúng là tuyệt vời. Để nhớ coi. À, có tôm nè, có cua nữa nè, mì, rau, cà rốt. Xong, bây giờ mình đi mua đồ thôi. À, phải nhờ Tay To và Bụng Bự giúp mới được. Không được để rau vào trước. Ui da, mình mới đứt tay rồi nè. Ôi, mình bỏ nhiều muối quá rồi. Mùi gì mà khét dữ vậy? Không biết có ăn được không nữa. Không biết ngon không, nhưng chắc mẹ đốm sẽ rất vui. Đúng rồi đó, vì đây là tấm lòng của đốm mà. Thôi, tụi mình về ăn cơm đây. Cảm ơn Tay To và Bụng Bự nhiều nha. Không có gì, chúc bạn thành công nha. Đốm ơi, mẹ về rồi nè. Trời ơi, cái gì vậy nè? Đốm! Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật mẹ. Con nấu món mì mà mẹ thích nhất nè. Chắc là không ngon, mẹ đừng chê mẹ nha. Hả?
Nếu đột nhiên có rất nhiều tiền thì các bạn sẽ làm gì? Mình chưa bao giờ có nhiều tiền hết á. Mình cũng vậy. Trời ơi, đẹp quá à. Họ nó ra vậy. Ê, đớp. Cái bóp này không phải của bạn. Mình nhặt được. Giờ sao? Nhặt được của rơi, trả người đánh mất. Đúng rồi. Mình trả lại cho người mất, có phải họ sẽ vui lắm đúng không? Bạn đã làm được một việc rất tốt. Đốm ăn xong thì ngủ trưa nha. Ba mẹ đi công việc, chiều ba mẹ về. Ba mẹ đi công việc gì vậy? Ba mẹ đi gặp chú Báo Hồng để bàn chuyện kinh doanh. Chú Báo Hồng có bộ lông màu hồng hả ba? Không, chú ấy có bộ lông vàng và đốm đen. Vậy tại sao lại có tên là Báo Hồng? Đúng mà, tên có thể đặt bởi nhiều lý do, không phải do đặc điểm của hình thể. Vậy sao con tên là Đốm? Bởi vì ba mẹ thích như vậy. Ba mẹ bạn tay to và bụng bự cũng như vậy đó thôi. À, con hiểu rồi. Vậy ba mẹ gặp chú Báo Hồng ở đâu? Ở một quán cà phê trong thành phố. Vậy chú ấy đi xe gì đến vậy mẹ? Sao hôm nay Đốm hỏi ba mẹ nhiều quá vậy? Dạ, sáng nay cô dạy, muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học quá ba. Ồ, Đốm của bà giỏi quá, biết vận dụng bài học như vậy là tốt. Dạ, con cảm ơn ba, vậy tí nữa mấy giờ ba mẹ đi? Ăn cơm xong, mẹ rửa chén rồi sẽ đi. Tại sao mình phải rửa chén hả mẹ? Thì mình phải rửa chén mới có chén sạch để sử dụng tiếp. Vậy tại sao mình phải rửa liền mà không để tí nữa rồi rửa? Nếu không rửa ngay thì sẽ có nhiều vi khuẩn trên chén. Vậy con vi khuẩn nó tên gì vậy mẹ? Thôi thôi, Đốm ăn nhanh lên, chiều ba mẹ về rồi hỏi tiếp. Hay giá đau quá, mình không chơi nữa đâu. Hả? Đang vui mà, chơi tiếp đi. Đúng là mập mạp nên lười biếng mà. Mà Bụng Bự ơi, tại sao bạn lại mập dữ vậy? Tại vì mập mới dễ thương, ba mẹ mình nói vậy á. Vậy có phải do mập nên mới lười biếng không? Mình không có lười, tại vì mình mệt nên mình không chơi thôi. Vậy là mập nó sẽ mau bị mệt. Sao bạn lại nói Bụng Bự như vậy? Bạn ấy giận rồi đó. Mình không biết nên hỏi thôi mà, sao phải giận? Mà sao răng bạn lại to quá vậy? Vì mình là loài thỏ, răng cửa luôn to như vậy. Răng to vậy, chắc phải tốn nhiều cây nấm răng lắm ha. Cũng không hẳn, mình chỉ dùng một lượng dừa thôi. Trời ơi, bạn nói chắc là miệng bạn sạch lắm vậy? Bạn thật là vô duyên, mình cũng không thèm chơi với bạn nữa. Sao kỳ vậy ta, ai cũng ghét mình hỏi đó. Đốm về rồi hả con? Ủa,
Sao nhìn con buồn vậy? Các bạn giận và nghỉ chơi con rồi, con cũng chẳng biết tại sao nữa. Đốm thử kể mọi việc cho ba mẹ nghe xem nào. Đốm à, có những câu hỏi rất tế nhị mà chúng ta không nên nói ra vì sẽ khiến người khác buồn. Đôi khi cũng làm phiền người khác nữa. Con đã hiểu rồi, con phải tập nói và tập hỏi lại thôi ba mẹ, vì đốm lúc nào cũng muốn mọi người vui. Bắt đầu phẫu thuật. Rõ, thưa bác sĩ. Quá trình lục vỏ hoàn tất. Da mổ. Cẩn thận đó, chỉ cần ra sai là bệnh nhân sẽ chết. Bác sĩ cần tập trung. Tiến hành lại bỏ khối u. Thôi chết, tiến hành cầm máu cho bệnh nhân. Chúng ta phải nhanh lên, bệnh nhân đang sắp chết vì thiếu máu. Tôi nghĩ chúng ta nên truyền dịch cho bệnh nhân. Được rồi, bệnh nhân tạm thời cầm cự được. Y tá, đọc cho tôi chỉ số huyết áp. 30/180 lần trái cây rụng. Kềm. Quá trình loại bỏ hoàn tất, tiến hành khâu vết thương. Quá trình phẫu thuật thành công. Mình và bà con có một món quà bất ngờ dành tặng cho bạn. Hả? Quà gì vậy? Bạn sẽ biết ngay thôi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. À, thích quá. Wow, hay quá. Mình rất thích. Cảm ơn các bạn nhiều. Bà con đánh đàn hay quá. Bạn học từ khi nào vậy? Mình học được gần 3 tháng rồi. 3 tháng mà biết đánh đàn? Vậy đánh đàn có dễ học không? Nếu thật sự thích thì mình sẽ làm được. Ba mẹ ơi, con muốn học đánh đàn. Sao tự nhiên Đốm lại muốn học đánh đàn vậy? Con đến sinh nhật bụng bự, bọn con đánh đàn guitar hay lắm, con rất thích. À, như vậy sao? Vậy Đốm muốn học đàn guitar luôn à? Dạ, con muốn đánh guitar giỏi như bạn bò con. Vậy Đốm có biết học đàn rất khó không? Dạ, bò con nói chỉ cần mình thích là mình sẽ làm được. Thôi được rồi, ba mẹ sẽ mua cho Đốm một cây guitar. Yeah, thích quá. Chỉ sợ con không kiên nhẫn thôi. Không đâu mẹ. Mẹ đi vắng, ta siêng năng tập đàn đi à.
Trời ơi, cái này là con đang quánh đàn, chứ con đâu có đánh đàn đâu. Phải học từ cơ bản chứ con. Cơ bản là sao vậy mẹ? Có nghĩa là bắt đầu từ từng nốt nhạc. Đồ, rê, mi, fa, sol. Hả? Chỉ từng nốt hả? Không phải cái bài hả mẹ? Không phải. Bây giờ con hãy chịu khó bắt đầu với từng nốt nhạc nha. Dạ, để con thử. Đồ, mi, mi, đồ, rê, fa, fa, rê. Trời ơi, mệt quá. Sao mà chán vậy nè? Thôi, mình ra ngoài rủ các bạn đi chơi thôi. Chỉ sợ con không kiên nhẫn thôi. Không được, mình phải cố gắng, không được phụ lòng ba mẹ. Mi, 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 son, đồ, rê, mi. Ao, đau tay quá. Ba mẹ ơi, nhìn nè, tay đốm sưng hết rồi. Đau quá, đốm muốn học đàn nữa đâu. Ủa, ba mẹ cứ tưởng là đốm đã biết học đàn guitar sẽ rất đau tay rồi đó chứ. Nhưng đau tay lắm ba mẹ, đốm không làm được. Nhưng rồi đốm sẽ quen thôi. Toàn là đồ rê mi, còn lâu lắm đốm mới đánh đàn được. Thôi được rồi, tạm thời ba sẽ mang cây đàn này đi cất. Sau này khi nào đốm muốn học thì ba sẽ lấy ra nha. Từ nay đốm sẽ suy nghĩ kỹ hơn và không vội vàng đòi mua nhiều thứ nữa ba. Đi học về là đi học về. Em vào nhà em chào ba mẹ. Khát, khát quá à. Con búp bê này nhìn lạ quá. Chắc là có ai làm rớt. Khát, nó Búp bê biết nói. Khát, nó Nước ở đâu bây giờ? À, phải rồi, về nhà. Thôi mẹ con đi học mới về. Có chuyện gì mà gấp gáp dữ vậy con? Hả? Cảm ơn bạn đã cứu mình. Mình tên là Bibi. Mình đến từ hành tinh búp bê. Hành tinh búp bê? Đó là hành tinh có màu hồng rất đẹp, nhưng nó xa lắm. Vậy làm sao Bibi đến được đây? Mình đi lạc, một cơn gió to cuốn mình tới đây. May mà có bạn. Có gì đâu. Để cảm ơn, mình có cái này tặng bạn nè. Đây là gương không gian. Gương không gian? Dùng gương này thì bạn có thể nhìn thấy được cảnh vật trên khắp thế giới. Nhưng mà nó nhỏ xíu. Bạn đừng có lo. To ra, to ra. Đây là sư tử. Đây là ngựa vằn. Còn đây là chuột túi. Gương này có thấy được hành tinh của Bibi không? Được chứ. Hành tinh búp bê. Hành tinh búp bê. Hành tinh của Bibi đẹp quá. Cầu vồng, cầu vồng. Sao vậy Bibi? Có cầu vồng, mình sẽ về được nhà. Đúng, đưa Bibi ra chỗ cầu vồng nha. À, có rồi. À, cầu vồng, cầu vồng. Cảm ơn đốm nha. Đốm sẽ nhớ Bibi lắm. Bibi cũng vậy. Đến lúc Bibi phải về nhà rồi. Tạm biệt đốm nha. Tạm biệt Bibi. Mình sẽ nhớ. Sao ba vẫn chưa về ta? Con đợi thêm chút nữa nha. Chắc ba sắp về rồi đó. Chào cả nhà.
Ba Đốm đã về rồi đây. Ba hứa về sớm chở con đi chơi công viên, ba không giữ lời, con giận ba luôn. Chết, ba xin lỗi con trai. Ba thực sự không nhớ gì. Hôm nay ở cơ quan nhiều việc quá. Thông cảm đi con, ngày mai cuối tuần ba sẽ chở Đốm đi chơi bù. Không, con không chịu đâu, ba không giữ lời, con giận ba rồi. Không sao đâu, anh cũng có lỗi với con mà em. Hôm nay hay là để ba chở con đi công viên chơi nha Đốm. Không thèm ba chở đi chơi nữa đâu, con sẽ ra sân chơi với mấy bạn. Thôi kệ đi anh, giận chút xíu là hết thôi mà. À, vui quá, cho mình chơi với. Không, bạn là cậu bé không giữ lời, tụi mình không chơi với bạn nữa đâu. À, mình là người không giữ lời sao? Khi nào, việc gì chứ? Bạn không nhớ hả? Hôm trước bạn hứa là 3 giờ chiều hôm qua ra sân chơi cùng với bọn mình. Vậy mà bạn không tới, làm mình với bạn tay to đợi bạn hoài, đến khi mặt trời lặn. Ừ, ngày mai nhất định 3 giờ mình sẽ đến, mình hứa đó. Con về rồi à? Lâu rồi gia đình của mình không đi chơi công viên, hay là mai nhà mình cùng đi chơi nha con. Yeah yeah, thích quá, được đi chơi công viên. Mấy giờ anh? 3 giờ chiều mai em thấy được không? Hay ho, ngày mai sẽ được đi chơi công viên. Kìa Đốm, con làm sao vậy? Sao con không chơi ở ngoài công viên cùng các bạn? Thì con không giữ lời hứa, chẳng ai thèm chơi các bạn đôi các buổi chiều, còn con thì ở nhà đợi ba. Tại sao con không nói lại với các bạn? Tại con vui quá nên quên mất. Ba mẹ hiểu rồi, ba mẹ biết Đốm là cậu bé ngoan, biết vâng lời và còn giữ lời hứa nữa. Là vô tình có lỗi thôi con, cũng giống như là ba vô tình quên lời hứa với con vậy. Ba xin lỗi con nha. Sai thì xin lỗi Đốm à, nhận lỗi một cách chân thành sẽ nhận được sự cảm thông và tha thứ của người khác con à. Dạ con hiểu rồi. Để lát nữa ba đền bù cho Đốm thêm một chầu gà rán nha. Yeah. Tới thôi, hai đứa mình trượt thi đi. Có chuyện gì mà bạn khóc vậy? Mấy ngày nay nắng quá, vườn cà rốt nhà mình sắp chết hết rồi. Ừ, trời nắng quá, ước gì trời mưa được thì hay biết mấy. À, trời mưa rồi, vui quá. Hôm nay Bụng Bự có chuyện gì buồn hả? Mấy hôm nay có mưa hoài à, nhưng mình không phơi đồ được. Ừ, mưa hoài cũng chán, ước gì trời nắng thì tốt biết mấy. Trời nắng rồi, đã quá. Hình như mình ước gì đều được thì phải. Trời nóng quá, ước gì có tuyết rơi. Nè. 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 Bây giờ là mùa xuân. Wow. Xuân hạ thu
Tay to hôm nay bị bệnh rồi con ơi. Đốm đủ bụng bự nha. Mấy hôm nay thời tiết thất thường quá, bụng bự bị sốt rồi con. Trời mưa lớn quá, ba mẹ không về được. Đốm ở nhà một mình mấy ngày nha con. Con ở nhà một mình đâu, con sợ lắm, con đói lắm. Đốm, Đốm. Đốm nghĩ gì mà thường người ra vậy? May quá, nãy giờ đều là tưởng tượng. Sau này mình không dám ướt lung tung nữa đâu. Ướt gì? À không, không, không có gì. Thôi, tụi mình đi tưới nước cho vườn cà rốt đi. Tay to chờ mình với. Hôm nay bạn đi đâu mà mang xe ra đây vậy đó? Mình mới được ba sửa chiếc xe lại. Chạy rất nhanh đó nha. Chúng ta có thể đến bất kỳ hành tinh nào trong vũ trụ. Chỉ có một tí tiện thời gian thôi. Wow, hay như vậy, cho mình thử với. Thôi, mình không đi đâu. Lần nào ra vũ trụ cũng nguy hiểm hết. Đốm lái xe ghê quá. Lần này thì các bạn yên tâm đi. Mình đã có bằng lái xe chính hiệu. Đây, đây là bằng lái xe đồ đạp mà. Đúng rồi đó. Trời ơi, hai bạn quan tâm là cái gì? Xe nào mà chẳng giống nhau. Ờ ha, Đốm nói cũng có lý. Bây giờ hai bạn có đi không? Nhát gan thì ở nhà. Mình đi du lịch vũ trụ đây. Ê ơi, tôi đi với. Mình cũng thử đi cho biết như thế nào. Xuất phát. À, khát quá, thiệt là mát làm sao. Bạn lái xe chuyên nghiệp hơn rồi đó Đốm. Dĩ nhiên rồi, mình là Đốm mà. Vũ trụ thật là đẹp. Nhiều sao quá à. Hai bạn nhớ chặt nha, mình sẽ tăng tốc đây. Đốm, chậm chậm thôi, nếu không thì sẽ không tránh kịp đâu. Yên tâm đi, mình là tay lái cười phách mà. Thông báo từ trung tâm vũ trụ, có một sao chổi chuẩn bị đi ngang qua, đề nghị tất cả thiết bị dừng lại đúng quy định. Dừng lại kìa Đốm. Dừng cho sao chổi qua đi. Có thấy sao chổi tới đâu, mình chạy qua đi, đợi biết khi nào. Cái gì mà to vậy? Ôi sao nó nhanh vậy? Tránh đi Đốm, không tránh kịp rồi. Tay to có sao không? Mình không sao. Ủa con Đốm đâu rồi? Mình đây nè. Tại Đốm không đó. Lái xe vượt đèn đỏ làm gì? Giờ sao chúng ta về nhà đây? Ủa, ba đứa đang làm gì ở đây vậy? Tập bơi trong vũ trụ hả? Ba ơi, cứu chúng con. Bác ơi, Đốm chạy xe vượt đèn đỏ nên bị sao chổi quẹt chúng. Cũng may là tụi con không sao. Con hư lắm, con có biết như vậy là rất nguy hiểm hay không? Dạ, tại con không thấy sao chổi đi ngang qua. Con đã nói bạn ấy rồi mà bạn ấy không chịu nghe. Tai to và bụng bự vô tội, cho nên bác sẽ đưa tai to và bụng bự về trước. Còn con, ba phải phạt thật nặng để nhớ tội này, sau này không được tái phạm nữa. Con biết lỗi rồi mà. Bác chỉ phạt bạn ấy một chút cho nhớ đời thôi. Đưa hai con về, bác sẽ quay lại rước Đốm sau. Tụi con phải nhớ là ra đường là phải đi đúng tín hiệu đèn, nếu không sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của chúng ta. Con biết lỗi rồi mà, đừng bỏ con. Thế giới này thật bất công. Bất công, thật bất công. Bất công, thật bất công. Bất công, thật bất công. Loài Đốm luôn nói họ có nhà cửa, ở sạch sẽ, còn loài chuột của chúng ta chỉ ở hang đất ăn dơ ở bẩn. Ăn dơ ở bẩn. Thế nhưng ta đã tìm được những chứng cứ để chứng minh loài Đốm cũng ở bẩn không kém. Do đó, các ngươi có nhiệm vụ làm theo mệnh lệnh của ta, để cho loài Đốm bẻ mặt, không còn khinh khi. Không còn khinh khi. Không còn khinh khi. Nhiệm vụ bắt đầu. Ôi, lúc nãy mình quên ghé căng tin uống nước, giờ khát nước quá. Còn mình thì uống quá chừng luôn nè, nên bây giờ bụng căng lên luôn.
Mình cũng vậy. Ấy chà chà, nhắc tới là mình cũng buồn tè quá à. Mình cũng vậy. Hay bạn tay to đi trước đi, tụi mình giải phóng nước cái đã. Ý, không được đâu. Nơi đây không có nhà vệ sinh, đi như vậy là mất vệ sinh lắm đó. Có sao đâu, mình chỉ gửi một ít về gốc cây thôi mà. Hai bạn nói chuyện không tế nhị chút nào á. Bạn muốn làm thì bạn làm đi, mình nhịn. Có một chút có sao đâu, mình làm gì ghê vậy không biết. Tưới cây còn tốt, chứ có gì đâu. Ngày chủ nhật thật là tuyệt. Ước gì một tuần có 7 ngày chủ nhật. Yeah. Một tháng có 30 ngày chủ nhật luôn đó. Yeah. 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 Giờ phản công đến rồi. Phản công, phản công. Đến trường thôi là đến trường thôi. Cái gì vậy trời? Là đốm kìa. Đang xấu hổ quá mà. Biểu bạn không giữ vệ sinh nơi công cộng, lần này thì cả thành phố biết luôn rồi. Sao tự nhiên gấu vậy ta? Nổi hết da gà rồi. Làm như có ai đang nhìn mình thì phải. Ai trên nóc tủ đó vậy? Ba mẹ ơi, có hồng ma. Cái gì vậy hả đốm? Có hồng ma mắt đỏ trong phòng của con. Nó ghê lắm. Hồi nãy nó xài xuống chỗ con nữa. Buổi sáng coi phim kinh dị cho dữ vô, rồi buổi tối tưởng tượng tùm lum hả đốm? Thôi lo ngủ đi. Vậy thì mình sẽ tự xử lý con ma nó luôn. Con ma mắt đỏ kìa, tao không có sợ ngươi đâu. Nói vậy thôi chứ đừng có cắn nha. Tôi là dơi, không phải là ma. Con dơi hút máu. Có chuyện gì vậy hả đốm? Cho mày chết. Đợi hút máu ta hả? Trời ơi, sao con đè bạn dơi vậy? Con dơi này tính hút máu con hả ba? Thôi là con chụp kịp cái chổi. Đốm hiểu lầm rồi. Trên thế giới có tới 1.300 loài dơi khác nhau, nhưng chỉ có khoảng 3 loài là loài dơi hút máu, mà 3 loài đó chỉ sống ở Nam Mỹ và Trung Mỹ, chứ làm gì có ở nước mình. Hình dạng dơi tuy đáng sợ nhưng rất cần thiết cho hệ sinh thái, vì chúng giúp thụ phấn cho hoa. Nhiều loài cây còn phụ thuộc vào sự phân tán hạt hoàn toàn vào loài dơi. Hơn nữa, 70% loài dơi ăn sâu bọ, như bạn dơi vừa cứu con khỏi hai con muỗi đó. Xin lỗi bạn dơi nha, mình thật sự không biết. Ha 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 ha
Đốm, sao con lại bỏ phí thức ăn như vậy? Lên ăn hết cho mẹ. Nhưng con no rồi, con mang đâu? Mẹ nói đúng đó con không được bỏ phí thức ăn như vậy. Con có biết là còn nhiều bạn bằng tuổi con á đang đói, muốn có cơm ăn mà không được hay không? Vậy ba mẹ lấy thức ăn thừa của con cho mấy bạn đó đi. Anh coi đó, thật là quá quắt mà. Để đó, anh có cách rồi. Hôm nay ba mẹ có việc phải đi xa vài ngày, ba sẽ để lại nhà cho con một cỗ máy gọi thức ăn. Con muốn ăn cái gì á, chỉ cần nhìn vào chiếc gương trên máy đó và hô to món ăn mà con muốn. Vậy á ba, hay quá. Ba cho con xem đi. Cái này nó hoạt động sao vậy ba? Con chỉ cần nhìn vào gương và nói ta muốn, sau đó nói tên món ăn mà con muốn, và sau đó bấm nút bắt đầu màu đỏ phía dưới là được. Thiệt vậy hả ba? Vậy con thử nữa nha. Ta muốn một cái hamburger siêu bự. Từ nay mình sẽ được ăn những món mình thích rồi. Yeah. Mà đỡ mà, con nhớ là chỉ được 10 món ăn thôi nha. Các bạn có biết không, cỗ máy này rất thông minh mà còn kỳ diệu nữa. Mình muốn ăn món gì cũng được, chỉ cần đứng trước gương gọi món là xong thôi. Thiệt vậy hả Đốm? Vậy mình muốn ăn một bát mì trứng siêu khổng lồ, có được không? Còn mình thì muốn một cây kẹo đủ màu sắc thật đẹp, được không? Tất cả chỉ là chuyện nhỏ. Các bạn xem Đốm này. No rồi, dọn đi nào. Đói quá đi. Hôm nay mình sẽ nhờ cỗ máy này chế biến món mì Ý siêu ngon để thưởng thức. Thiệt là thú vị quá mà. Quý khách đã dùng hết các món ăn. Sao vậy nè? Đói muốn xỉu luôn á. Cái máy đáng ghét mới này đã hư rồi. Trời ơi, đói quá. À, ngon quá. Bây giờ mình mới hiểu cái cảm giác thức ăn quý như thế nào. Ngon lắm. Con no rồi, con ăn nữa đâu. No rồi, dọn đi nào. Mình sẽ không dám bỏ phí những thức ăn nữa đâu. Con biết quý trọng thức ăn như thế là tốt đó con trai à. Con không chê vào đâu được. Ủa, chuyện hết rồi. Đốm quăng cho mình quyển khác đi. Ê, bạn có ngửi thấy mùi gì lạ không? Hình như là có mùi gì khét á. Mình đâu có nghe mùi gì lạ đâu. Mũi mình thính lắm. Có mùi đồ ăn khét á là mình nghe được à. Ê, hình như tao nói đúng đó. Mình ngửi thấy mùi khói. Ôi trời ơi, người ta hay ăn thịt xông khói buổi chiều, chứ có ăn buổi trưa đâu mà sợ mất phần. Mọi thứ trên đời này đều được bạn quy ra đồ ăn hết hả Bụng Bự? Nếu mà mấy bạn không tin á, thì mấy bạn đi kiểm tra thử đi. Mình á thì chỉ tin vào cái mũi của mình thôi. Thôi, mình đi kiểm tra mùi khói phát ra từ đâu đi tay to. Kệ Bụng Bự đi. Ở dưới đây mùi khói rõ lắm nè. Thôi nguy rồi, hình như có cháy trong phòng bếp. Khói nhiều quá à. Bỏ dưới sàn vậy nào thì đỡ với hết khói. Trời ơi, cháy hết rồi. Cháy lớn quá. Bạn thác thân đi rồi gọi cứu hỏa tới. Dạ. Alo, alo. Nhà con bị Bình tĩnh đi Đốm. Thưa chú cứu hỏa, nhà con bị cháy. Địa chỉ nhà con ở số 6. Trời ơi, cháy rồi. Đốm ơi, cứu mình với. Bạn lấy khăn ướt
bịt kẽ hở của cửa lại, lấy khăn ướt che miệng, che mũi, cúi thấp người, cố gắng không hít khói. Cố lên, mấy chú cứu hỏa sắp tới rồi đó. Cúi thấp người xuống, chặn khăn ướt ở mép cửa, lấy khăn ướt che miệng, che mũi. Tuy chỉ là một đám cháy nhỏ, nhưng mà mấy đứa đã rất can đảm. Khi nghi ngờ hỏa hoạn xảy ra, điều đầu tiên kiểm tra xung quanh. Nếu có cháy thì cúi thấp người, bịt khăn ướt để không hít phải khói độc. Cuối cùng là thoát thân và gọi cứu hỏa 114. Đừng quên gọi điện cho bố mẹ nữa nha. Hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nên không ai được lơ là, nhớ chưa? Dạ, nhớ ạ. Tụi con cảm ơn chú nhiều ạ. Đúng rồi, bạn giúp mình với, cái này nó nặng quá à. Dạ. Một, hai, ba. Dạ. Dạ. Nặng quá. Dạ. Ui da. Cảm ơn nha. Chụp nè. Ngon thiệt. Đúng, giúp mình mang thức ăn ra đi nào. Giơ tay lên. Không giỡn với các bạn đâu nha. Thức ăn thì tôi da tôi dài lắm. Mẹ ơi cứu con. Tên xa rác, đừng bỏ trốn. Mục tiêu đã bị bắt. Mục tiêu đã bị bắt. Các ngươi là tù nhân mới của hành tinh tươi xanh, với tội danh vứt rác bừa bãi. Đây là trái đất, ông không có quyền bắt chúng tôi. Vứt rác ở đâu mà chẳng như nhau. Thật không có ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng. Tiêu rồi, vĩnh biệt trái đất. Nhốt chúng vào nhà giam rác bẩn. Họ nói xạo, phòng sạch vậy mà. Trời rác, cứu mình chơi, mình chết rồi, cứu mình chơi. Mai đưa tay cho mình nào. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Thả ra. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Cả hai dậy đi nào. Về thôi. Dậy, dậy. Ui da, rác đè, chứ phải chuột cắn lỗ tai đâu ta. Thật kinh khủng. Nói gì mà mình không hiểu gì hết à. Dọn sạch chỗ này trước khi về nha, không thì thành tù nhân của hành tinh tươi xanh đó. Chị về nha. Tạm biệt chị. Bê bê ở chơi với anh ngoan nha. Bye mẹ. Aha, bữa nay có bê bê chơi với anh vui nha. Anh với bê bê chơi đồ chơi nha. Thích quá. Bằng chiêu. Bằng chiêu. Ôi bê bê không chơi robot nữa đâu. Mình chơi lên bye bye nhanh đớm.
bê rồi anh chỉ cho. Bê bê biết điều khiển mà. Bê bê chơi từ nãy giờ rồi, cho anh chơi một chút đi. Không, em chưa chơi xong mà. Đó, thấy chưa? Anh đã nói là anh sẽ chỉ cho mà không có chịu. Chơi với bà không chơi chút nào. Em đi chơi trò khác đây. Không hết, trò này cũng không hết. Bê bê đừng dứt rồi chơi lung tung nữa. Anh đẩy xe cho em nữa đi. Bà bê tự đạp đi, anh mệt lắm. Không chịu, anh đóng đẩy đi, anh đóng đẩy đi. Bê bê nhõng nhẽo quá. Trời, cái gì vậy trời? Bê bê, ai cho em lấy màu nước để chơi hả? Đưa đây cho anh. Đây chơi vui mà, em không trả đâu. Sao Đốm lại đánh em? Dạ, vậy bê bê nghịch màu nước. Vậy sao con không nói nhẹ nhàng với em mà lại đánh em? Dạ, vì bê bê không chịu nghe lời á mẹ. Bê bê, anh Đốm nói đúng không con? Dạ, dạ. Lần sau dù thế nào thì con cũng không nên đánh em như vậy, vì con là anh của em mà. Dạ, con biết rồi mẹ. Thôi, bây giờ Đốm phụ mẹ dọn dẹp nha. Để em lão phụ anh Đốm nha. Anh Đốm, bê bê xin lỗi. Lần sau bê bê sẽ không như vậy nữa. Bê bê sẽ nghe lời anh Đốm. Vậy mới là bé ngoan chứ. Sau này anh cũng sẽ không đánh bê bê nữa. Hai anh em mình. Được, xong một món, còn hai món.
nữa. Bị nghiêng vậy, đồ của ba cũng bị cuốn theo hướng đó. Ê Bụng Bự, bạn đang làm gì đó? Mình mới mua lon nước nhưng mà bị mất khoan rồi, không có mở được. Chuyện nhỏ. Rồi, phải tìm cách khác thôi. Theo mình biết một con đường tắt. Đi đường này, chúng ta sẽ chặn đầu chiếc xe tải. Đi qua hàng rào này là tới rồi. Đừng lo cho mình, bạn cứ tiếp tục chạy đi. Mình đã chưa tìm được toàn bộ tài sản của ba. Sắp xong rồi, cố lên. À, còn Bụng Bự. Đứa nào đó? Đứa nào ném đá vào đầu của ta?
bời. Cái nón đó của ba cháu rất thích, bác lấy liền cháu được không bác? Hai đứa bay ném đá vào đầu của ta, tự bơi ra mà lấy đi. Tại bạn á, phải tìm cách lấy lại nón chứ. Mình biết rồi, bây giờ bạn tìm cho mình những món này nha. Mình leo lên cây đây. Quăng lon nước ngọt lên đây đi bụng bự. Sao giờ này chưa thấy đốm ở đâu hết vậy? Mẹ đốm có thấy mấy cái đồ tôi phơi ở ngoài sân hay không? Tự nhiên đâu mất tiêu rồi. Thì các bạn sẽ làm gì? Mình chưa bao giờ có nhiều tiền hết á. Mình cũng vậy. Trời, đẹp quá à. Họ nó ra vậy. Ê, đốm. Cái bóp này không phải của bạn. Mình nhặt được. Giờ sao? Nhặt được của rơi, trả người đánh mất. Đúng rồi. Mình trả lại cho người mất, có phải họ sẽ vui lắm đúng không? Bạn đã làm được một việc rất tốt. Huh?
Chạy thôi. Với thân hình đồ sộ của hắn, xoay sở trong vách núi này chắc chắn sẽ rất khó khăn. Để xem ngươi chịu đâu được tới đâu. Ôi không, đồ ngọt chỉ làm hắn to hơn thôi. Mày tiêu rồi. Đốm ơi đốm, dạy đánh răng đốm ơi. Chờ mày chết nè, tiêu đời ngươi. Đốm, đốm, sao chưa đánh răng mà ngủ? Dậy, dậy. Hả? Là mẹ hả? Ừ. Ừ. Nếu không muốn bị quái vật sâu răng tấn công, trước khi ngủ phải đánh răng nha các. Đốm ơi, đốm, xuống ăn bánh nè con. Đi vô rửa tay đã con. Mẹ có việc phải đi. Đốm ở nhà ăn bánh, uống sữa xong rồi học bài nha con. Dạ. Sao ba đứa lại vẽ lung tung lên tường vậy hả? Đốm, con giải thích cho mẹ coi. Dạ thưa mẹ, tại dạ, tại vì đốm làm đổ bánh và sữa. Nhưng mà vì sợ bác la nên mới nhờ tụi con vẽ. Tại con lâu ngoài mà không có sạch nên thôi đừng khóc nữa, mẹ hiểu rồi. Chà, nhìn kỹ thì bức tranh cũng đẹp đó chứ. Thì không bác. Đẹp không bác? Là tụi con vẽ đó. Nhưng các con phải nhớ một điều nè. Lần sau phải biết dũng cảm nhận lỗi do mình gây ra, hiểu chưa nè?
Dạ hiểu. Bây giờ thì có ai muốn ăn bánh kem nữa không ta? Dạ con. Con. Hai nhân một là hai, hai nhân hai là bốn. Ta to và bụng bự làm gì mà tập trung quá vậy? Tụi mình đang ôn bài. Sắp thi rồi, mình lo quá. Á, hay là tụi mình học nhóm đi. Được đó. Tay to và bụng bự, nghe lệnh. Chiều nay 2 giờ tới nhà nhóm trưởng học nhóm. Dạ, tuân lệnh nhóm trưởng. Chưa tới nữa. Chưa tới 2 giờ mà con. Dạ, con chào bác. Lần sau tay to và bụng bự đi sớm hơn nha. Mình chờ nãy giờ. Thôi, các con lên phòng học bài đi. Học xong rồi xuống ăn trái cây nha. Dạ. Nè, bài này phải làm như vậy nè. Hai bạn hiểu chưa? Không hiểu. Không hiểu. Hai bạn chậm hiểu à. Bài dễ như vậy mà không giải được. Không phải. Trời ơi, hai bạn làm sai hết rồi. Mình làm đúng mà. Mình cũng làm đúng mà. Ở đây ai là nhóm trưởng? Thôi, tụi mình về đây. Ừ, hai bạn về đi. Mình cũng hôm nay một chung nữa. Tai to và bụng bự hôm nay không tới học hả con? Dạ, chắc hai bạn giận con luôn rồi. Sao hai bạn lại giận con? Dạ, tại vì con nóng nảy. Đáng lẽ con phải giúp hai bạn học tốt hơn. Con nhận ra lỗi như vậy là tốt rồi. Mẹ có một cách này giúp con nè. Cách gì vậy mẹ? Con qua xin lỗi các bạn, rồi sẵn học chung với các bạn luôn. Dạ. Bây giờ Tay to ơi, hai đứa mình trượt thi đi. Có chuyện gì mà bạn khóc vậy? Mấy ngày nay nắng quá, vườn cà rốt nhà mình sắp chết hết rồi. Ừ, trời nắng quá, ước gì trời mưa được thì hay biết mấy. À, trời mưa rồi, vui quá. Bye bye Đấm. Hôm nay bụng bự có chuyện gì buồn hả? Mấy hôm nay có mưa hoài à, giờ mình không phơi đồ được. Ừ, mưa hoài cũng chán, ước gì trời nắng thì tốt biết mấy. Trời nắng rồi, đã quá. Hình như mình ước gì đều được thì phải. Trời nóng quá, ước gì có tuyết rơi. Yeah.
Xuân hạ thu đông, xuân hạ thu đông. Tay to hôm nay bị bệnh rồi con ơi. Đốm rượu bụng bự nha. Mấy hôm nay thời tiết thất thường quá, bụng bự bị sốt rồi con. Trời mưa lớn quá, ba mẹ không về được. Đốm ở nhà một mình mấy ngày nha con. Con mới nhà một mình đâu, con sợ lắm, con đói lắm. Đốm, đốm. Đốm nghĩ gì mà thường người ra vậy? May quá, nãy giờ đều là tưởng tượng, sau này mình không dám ướt lung tung nữa đâu. Ướt gì? À không, không, không có gì. Thôi, tụi mình đi tưới nước cho vườn cà rốt đi. Tay to chờ mình với. Phiền anh chị cho em gửi bụng bự ở đây 2 ngày. Chị cứ an tâm đi. Bụng bự ở nhà bác, ngoan nha con. Dạ, tạm biệt mẹ. Nè, mình được ở chơi nhà bạn 2 ngày đó được. Sao, bụng bự ở nhà mình hả? Vì ba mẹ mình đi công tác xa nên gửi mình ở đây. À, vui quá. Đốm mà con như vậy là không được đâu. Bụng bự là bạn thân của con mà. Là bạn thân thì phải chia sẻ với nhau chứ. Dạ, dạ. Sau này lỡ như ba mẹ đi công tác xa thì sao? Dạ, con hiểu rồi mẹ. Hiểu rồi thì sao nè? Bụng bự ơi, mình cho bạn mượn chuyện đọc nè. Ba mẹ đi thăm nhà bà con, đồ ăn mẹ để sẵn trong bếp. Đốm ở nhà ngoan nhé. À, hôm nay chỉ có một mình ở nhà, thích quá. Trước tiên mình phải làm gì đây ta? À, phải rồi. Ngồi đi mấy bạn. Hmm.
nhận, không có ba mẹ ở nhà sướng ghê. Muốn coi kênh nào thì coi. Ừ, đúng rồi đó. Coi TV xong, tụi mình làm gì nữa đốm? Tất nhiên là chơi rồi. Ai chiến thắng, người đó sẽ được kho báu. Dạ. Dạ, 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 dạ. Yeah. Bây giờ sẽ là trò súng nước. Bằng chiếu, bằng chiếu. Bằng chiếu, bằng chiếu. Bùm. 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 Bình. À, à. Bằng, bằng, bằng. Yeah. Bây giờ sẽ là trò chơi họa sĩ. Trời ơi, cái gì vậy nè? Đó. Mẹ không cấm các con chơi, nhưng mà chơi xong thì phải nhớ dọn dẹp gọn gàng nha. Thôi, các con rửa tay rồi xuống bếp ăn bánh nha. Ba mẹ có đem bánh về nè. Dạ. Sao lại có khói? Tiêu rồi. Anh đã nói với em là phải cẩn thận rồi mà. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Đố ai tìm được ta? Bắt được rồi nha. Trời, vậy mà cũng thấy nữa. Chỉ còn đốm thôi. Đốm, đốm ơi, đốm à. Đốm ơi, đốm, đốm ơi, đốm, đốm à. Đây là đâu? Vô ích thôi, ta trói chặt lắm. Nào ốc tiêu mà đòi bắt cóc ta. Ta là thú dữ nghe chưa? Đồ yếu xìu. Đồ đáng ghét, chứ mà hiếp ta. Cứ chửi đi, ngươi sẽ là buổi tối tiệc hảo của ta. Không, không, thật ta dai lắm. Mẹ ơi cứu con. Một cho thêm muối vô, hai cho thêm muối vô, ba cho thêm chó vô. Chó đớp khóc nhẹ. Khóc nhẹ. Tôi cái này cho tội ham chơi nè, dám đi một mình nè. Ôi da, tôi ngươi nên giảm cân nha, đồ bập lù. Không, ta hứa mà. Nên ngươi thả ta ra. Không còn kịp rồi nhóc à. Không sao rồi. Thôi, về nhà nhanh mới được. Kẻ bị bắt thật thì chết.
mình đói bụng quá à. Sao mẹ chưa nấu ăn vậy ta? Ôi trời, anh xin lỗi em. Bây giờ anh đã biết ai là thủ phạm rồi. Cô ơi, cho tụi con hỏi, đúng giờ chưa cô? Bạn ấy làm cho tụi con tìm khắp nơi. Đã tới lúc chúng ta bắt đầu rồi. Bầu trời thật đẹp. Hôm nay là sinh nhật mình. Chúc đón sinh nhật vui vẻ. Này là sinh nhật đơm yêu, này là bao quà mới sinh, này là đơm ta luôn ngoan hiền, luôn luôn dễ thương. Chắc chắn mình sẽ có rất nhiều đồ chơi cho mà xem. Oh yeah. Đúng mà. Con ở nhà nha. Bây giờ ba mẹ ra ngoài và sẽ về vào lúc tối. Tạm biệt con yêu. Ba mẹ không nhớ hôm nay là ngày gì sao ta? À, vẫn còn mà. Alo, đốm hả? Mình bận rồi, bye bye. Chủ nhân, con số điện thoại này đã bận ăn tiệc, xin gọi lại sau. Mọi người đã quên sinh nhật mình rồi. Chúc mừng sinh nhật đó. Của cậu nè. Xích qua, xích qua. Một, hai, ba. Tại sao chứ? Tại vì đốm làm cái gì cũng không cẩn thận. Đáng trách hơn là sai còn không nhận lỗi. Đốm biết lỗi rồi, nhưng đốm phải làm sao bây giờ? Hãy tự suy nghĩ đi nha. Sinh nhật vui vẻ nha con trai. Đây là sinh nhật đơm yêu, này là bao quà mới sinh, này là đốm ta luôn ngoan hiền. Chúc mừng sinh nhật đốm yêu. Con có tưởng mọi người đã. Con xin lỗi vì những chuyện rắc rối đã xảy ra. Con không có cố ý đâu, nhưng không biết sao con quên mất tiêu. Phải như vậy chứ. Nào, bây giờ thì thổi nến đi con trai của ba. Ngôi nhà đó thật đáng nghi. Nè đốm, bạn nhìn gì vậy? Thấy ngôi nhà này có đáng nghi không? À, cái ngôi nhà này á, là của ông Hà Mã. Cách đây 5 năm á, ông ấy đã chuyển nhà ở cùng với con trai của ổng tới thành phố khác rồi. Sao lại bị bỏ hoang như vậy? Chắc tại không có người ở thì nó bị bỏ hoang vậy thôi. Không đúng. Có thiệt không? Không thể nào. Tối hôm qua mình thấy có một cái bóng người lảng vảng trước ngôi nhà đó. Vậy chắc chắn là người ngoài hành tinh rồi. Buổi tối không có ai dám ra ngoài đâu. Mình nghe người ta nói á, người ngoài hành tinh có phi thuyền. Mà bây giờ làm sao mình tìm phi thuyền đây? Bạn nói to, người ta phát hiện bây giờ. Không ổn, có thể sẽ bị phát hiện. Bây giờ mình sẽ có kế hoạch tác chiến lần hai.
Mình đã nói là có người ngoài hành tinh ở đây rồi mà. Bạn la to người ta tới mất bây giờ. Thả tôi ra, thả tôi ra. Bác bò vàng, ủa sao bác lại ở đây? Bác hỏi hai đứa mới đúng, làm gì ở trong này, nguy hiểm lắm biết không? Ôi da, không phải trong này là nơi ẩn nấp của người ngoài hành tinh hả bác? Ai bảo vậy, đây là nhà của ông Hà Mã mà. Ông Hà Mã chuyển nhà cách đây lâu rồi, vì ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm với vợ ông, cho nên ông không muốn bán. Vì nhớ bà, ông Hà Mã đã về lại ngôi nhà, lát nữa sẽ có người tới dọn dẹp sạch sẽ. Dạ, tụi con biết lỗi, sẽ không dám nữa đâu. Lần sau tò mò cái gì thì phải hỏi người lớn nha, không được tự ý hành động theo ý mình. Nào, lại đây, bác bế hai đứa ra. Chơi một mình buồn quá, mình qua nhà tay to chơi thôi. Đớm, con đi đâu đó? Dạ, con qua nhà bạn tay to chơi thôi ạ. Con vẫn chưa xin phép mẹ mà, và còn chưa dọn dẹp đồ chơi của con nữa mà đi đâu? Dạ, con... Con mau thu dọn tất cả đồ chơi của con để vào chỗ cũ cho mẹ. Con sắp xong rồi, mẹ cho phép con qua nhà bạn tay to chơi nha mẹ. Con như vậy mới ngoan, mẹ cho phép con qua nhà bạn tay to chơi đó. Nhớ về sớm ăn cơm nha con. Con cảm ơn mẹ, con đi nha mẹ. Tay to ơi, bạn ở nhà không? Mình và Bụng Bự đang chơi trò nấu ăn bên trong, bạn vào chơi luôn cho vui. Có Bụng Bự ở đây nữa hả? Vui quá. Caritala, có đầu bếp và phục vụ rồi, vậy đúng làm khách đến ăn nha. Ừ, được đó, cho mình món ngon nhất nha. Món ăn tới rồi đây, đúng ăn đi, ngon lắm đó. Ngon quá, hai bạn giỏi ghê. Thôi, mình ra ngoài vườn chơi đi nha. Cũng được, vậy tụi mình thu dọn đồ chơi lại đi, rồi ra vườn. Thôi, từ từ chơi xong rồi vô dọn cũng được mà. Không được đâu, phải biết dọn dẹp ngăn nắp, như vậy mới ngoan. Đốm nói đúng đó, mẹ mình cũng bảo như vậy. Vậy thôi, hai bạn tự dọn đi, mình ra ngoài chơi trước đây. Là đàn ông ta không rưa chen, không dọn dẹp, không quét lau nhà. Vậy thôi, hai chúng ta cùng thu dọn đồ chơi đi, không thôi mẹ bạn về la đó. Ừ, cả hai cùng làm sẽ nhanh thôi mà. Mình để hai bạn đó dọn dẹp đồ chơi cũng không đúng, mình cũng có chơi nữa mà. Thôi, mình vô phụ hai bạn mới được. Ủa, sao Bụng Bự quay lại rồi kìa? Chắc đã quên gì nên về lấy đó mà. Không phải đâu, mình vô phụ hai bạn để thu dọn đồ chơi đó. Bạn có nói thiệt không? Khi nãy bạn còn kêu không chịu làm mà. Giờ mình nghĩ lại rồi, chúng ta chơi xong thì phải sắp xếp đồ đạc lại chỗ cũ. Vậy chúng ta mau làm thôi nào.